Hallelujah. Con ngợi khen Cha Thiên Đàng là Chúa con. Là vua muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Con cảm ơn tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Con cảm ơn sự nhân từ ân điển của Chúa Giêsu. Con cảm ơn tình yêu thương của Đức Thánh Linh Ngài đã hiệp một kéo chúng con lại. Hiệp một lại ở trong Cha. Cha ở trong chúng con. Lời của Ngài ở trong chúng con buổi sáng hôm nay. Phải Cha ơi. Cho dù chúng con có làm điều này, điều nọ. Dù chúng con hy sinh cả bản thân mình. Mà không có tình yêu thương. Thì tất cả đều là con số không. Chính vì bởi cớ đó. Chúng con là những người bất toàn tội lỗi. Mà Ngài đã yêu chúng con vô điều kiện. Ngài đã chấp nhận chúng con vô điều kiện. Cha ơi, không có ai, không có người nào mà so sánh bằng tình yêu của Ngài. Ngài đã xem thường sự sỉ nhục. Ngài vui lòng gánh thập tự giá cho chúng con. Để rồi kéo chúng con lại tình yêu của Ngài. Cha ơi, con học đòi theo tình yêu của Chúa. Con hạ mình trước bệ chân Chúa. Con quy phục trước tình yêu của Ngài. Để rồi chúng con bước đi theo, sống theo lẽ đạo của Ngài. Cha ơi, tin lành của tình yêu để kéo chúng con ra khỏi chốn hư mất. Tin lành của tình yêu để rồi Ngài ban cho con một tình yêu thật là phước hạnh cho chúng con. Thưa Chúa, con nguyện cuộc đời chúng con đức tin trong cậy tình yêu thương. Chúng con đeo đuổi tình yêu của Ngài. Để rồi con kính Chúa, con yêu người lân cận mình. Thưa Chúa, con cầu nguyện trước mặt Chúa một lời hứa nguyện bằng cả tấm lòng linh hồn con, anh chị em chúng con. Con yêu gia đình mình. Con yêu những người đồng lao với chúng con. Con yêu những người lân cận chúng con dù họ là người ngoại. Lạy Chúa, tình yêu chúng con phải hành động qua sự thể hiện thực tế nhất, giống như các tôi tớ Chúa là mục sư, là người trăng bày, phải hy sinh bản thân mình, lao vào những cái nơi khó khăn để đem từng miếng ăn, đem từng những thuốc men để giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cộng đồng. Chúa ơi, con học đòi theo tình yêu và con xâm xem đức tin của họ để con sống đẹp lòng Chúa và cũng vừa lòng anh em mình nữa. Cha ơi, ngay giờ phút này, con cầu nguyện cho chính bản thân của con như anh em chúng con có những điều gì mà chưa đẹp lòng Ngài, có những gì mà chúng con còn sống theo cái tôi, cái quyền lực của mình. Con nói trong danh Chúa Giêsu Christ, nó hãy lui đi. Nó không có quyền trên đời sống của chúng con. Để con mặc lấy sự nhu mì, khiêm nhường mà con sống giữa cộng đồng. Con sống trong hội thánh Chúa. Con sống trong gia đình chúng con. Chính thật cái bản chất mà Chúa Giêsu đã tạo dựng nên chúng con. Lạy Chúa, con hạ mình trước mặt Chúa. Con cầu nguyện cho chính chúng con, cho gia đình chúng con hiệp nhất lại để ghi dấu danh của Chúa. Con cầu nguyện Đức Chúa Trời của cứu Chúa Giêsu Christ, Ngài ấn chứng lời cầu nguyện cho chúng con. Để rồi Chúa ơi, gia đình chúng con là gia đình ghi dấu danh của Ngài, sống theo tình yêu của Ngài, sống theo những gì mà Chúa chỉ dạy chúng con. Cho chúng con biết mặc lấy sự khiêm nhường của Chúa, để con xem trọng người khác còn hơn bản thân chúng con. Tình yêu chúng con phải hành động. Hành động bằng một tình yêu mà Chúa đã cho chúng con tình yêu đó. Lạy Chúa, có những cái bất toàn yếu đuối của con, xin Ngài cũng tha thứ cho. Để rồi mỗi ngày, Thánh Linh ơi, Ngài tràn ngập trên chúng con tình yêu của Ngài. Để con bước đi, mà con thể hiện cái đời sống cơ đốc nhân, mà gọi chúng con là cơ đốc nhân, là người giống như hình ảnh của Ngài. Noi dấu theo chân Chúa, đó là một cuộc đời rất là đẹp đẽ. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài chúc phước ban ơn cho hội đồng cầu nguyện.
có một tình yêu gắn chặt nhau, phải cha ơi. Tình yêu thương của Ngài gắn chặt chúng con lại, để rồi chúng con cầu nguyện, chúng con dâng đời sống chúng con và thể hiện tình yêu đó, biết dâng hiến, biết tận hiến và biết trung tín trong công việc của nhà Ngài. Con cảm ơn Chúa. Một buổi sáng phước hạnh đầy lời của Chúa cho chúng con. Thì Chúa ơi, danh của Ngài, lời của Ngài được tôn cao giữa đời sống chúng con và trên gia đình chúng con. Con nhân danh Chúa Giêsu Christ chúc phước cho hội đồng cầu nguyện, chúc phước cho ông bà anh chị em chúng con, ngày thêm sức mới cho ông bà anh chị em chúng con. Quyết Ngài bảo vệ chúng con, Ngài bao phủ hội thánh Ngài, Ngài bao phủ gia đình con cái của Ngài ở trong bàn tay yêu thương của Chúa. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Một buổi sáng thật là phước hạnh khi chúng con ngồi lại với nhau ôn lại cuộc đời của mình. Và Chúa ơi, chúng con đổ nước mắt ra để ăn năn thật lòng của chúng con, để con biết yêu thật sự, không phải giả dối trong đời sống mình, không phải tham lam, không phải vụ lợi hay một cái gì đó danh vọng cho riêng mình. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài cáo trách, nhắc nhở, dạy dỗ con mỗi ngày, từng giây phút, để con sống thật sự mà tình yêu Chúa đã đặt để trên đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài chúc phước cho thời gian tới nữa trong vòng canh 24/7 này, để rồi mỗi chúng con hiệp một lại. Cha ơi, dù chúng con là ai, chúng con là hệ phái nào, thì chúng con cũng hiệp một trong Đấng Christ. Xin Chúa sức dầu ban ơn cho hội đồng cầu nguyện, sức dầu ban ơn cho những người tiếp tục trong vòng canh này. Cha ơi, người đánh đàn, người dẫn chương trình và lời của Chúa đầy quyền năng, để rồi Chúa ơi, buổi cầu nguyện của chúng con có lời của Ngài, có sự ngợi khen, có những điều tốt nhất để dâng lên cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, vinh hiển con dâng lên cho Ngài. Tất cả mọi sự cao trọng nhất, vinh quang nhất thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.